kiểm soát, thống trị thế giới, nghe thôi là chúng ta có thể thấy, nhưng mà chính nó ngầu có khác méo gì mà Vương Mi Huỳnh đâu. Trong anime, có một số nhân vật họ sở hữu sức mạnh to lớn, thống trị cả thế giới, thậm chí còn vượt xa cả Ma Vương Bi Huỳnh. Chào mừng các bạn đến với Bi Huỳnh Senpai. Hôm nay, chúng ta hãy cùng Bi Huỳnh Senpai đến với top 10 anime mà nhân vật chính có sức mạnh kiểm soát, thống trị thế giới. Trước khi vào video, mình mong rằng các bạn hãy bỏ ra 5 giây để like cũng như đăng ký kênh và mua áo anime giá trị từ 130.000 tại fanpage Bi Huỳnh Senpai để ủng hộ cho mình nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Hakuren no Hao Toshiriku no Valkyria, đọc sành cái tên nó dài, thuộc thể loại hành động, siêu nhiên, harem và giả tưởng. Thử nghĩ, nếu như bạn bị dịch chuyển sang một thế giới khác, mà ở thế giới đó vẫn đang là thời kỳ đồ đá, mà thanh kiếm còn chưa xuất hiện, thì với kiến thức có được ở thế giới cũ, đi trước cả ngàn năm, anh hầu như điều khiển cả thiên thời, địa lợi, cộng thêm chiếc smartphone điện thoại dùng năng lượng mặt trời. Dùng những kiến thức có được ở thế giới cũ, Yuto hầu như thống trị cả thế giới, như kiểu là công tân toán và giá cách lượng, mưu kế như thần, một chấp một ngàn vậy, nghe là khoái rồi phải không nào? Code Geass thuộc thể loại hành động, viễn tưởng, drama và siêu nhiên. Nhắc tới thống trị thế giới thì làm sao mà có thể thiếu idol Lolot trong Code Geass của tôi được phải không nào? Sở dĩ mình để nó ở top 9 bởi vì mình sợ các bạn không xem hết video mà bỏ qua một thông tin quan trọng này. Còn nội dung của nó thì hầu như ai cũng biết rồi phải không nào? Mới đây, trang web chính thức của bộ anime đình đám Code Geass đã công bố thông tin chính thức về movie của bộ phim này với tựa đề là Code Geass Fukatsu no Lolot. Đồng thời, trang web cũng đăng tải key visual, trailer, thời gian ra mắt của bộ phim là vào tháng 2 năm 2019. Lưu ý, đây không phải là phần tiếp theo của phần chính, nó chỉ là movie diễn ra tại một thời điểm trước khi idol của tôi nó chết thôi. Soredemo Sekai wa Usukoshi, thuộc thể loại tình cảm, giả tưởng, phiêu lưu, shonen và shoujo. Nike là cô công chúa thứ tư kiên định của xứ Ren, với một năng lực kỳ bí cô có thể điều khiển mưa, cô buộc phải cưới vua của vương quốc mặt trời là Livius. Livius là người đã xâm chiếm thế giới trong chỉ 3 năm và được biết đến như là nhà vua đáng sợ. Thế nhưng, khi Nike gặp nhà vua lần đầu, cô ngạc nhiên vì vị vua chỉ là một cậu bé nhỏ tuổi hơn cả cô. Livius ngay lập tức đòi Nike phải gọi mưa và khi cô từ chối, cậu đã cho người tống giam cô và câu chuyện của cặp đôi này bắt đầu. Dù ban đầu chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa, nhưng sau đó dần dần đã xây dựng một mối tình tươi đẹp. Saiki Kusho no Bestan, thuộc thể loại hài hước, học đường, siêu nhiên và shounen. Saiki Kusho, một năng lực gia, có thể làm mọi thứ, ví dụ như nhìn xuyên quần áo, dịch chuyển đồ vật, đọc suy nghĩ và teleport, nhưng khó kiểm soát, ví dụ như nhìn xuyên quần áo quá trớn, chỉ toàn thấy là gân với cơ, chả thấy véo vung gì cả. Nhưng khác với người khác vui mừng vì có được sức mạnh siêu nhiên, Kusho lại coi đó là một sự bất hạnh nhất thế giới và cố gắng cuộc sống bình thường mặc cho cái sức mạnh phi nhiễu này. I see an eyes, something so real. Something so real. I want you to see that this is allowed. That we both feel. That we both feel. Codebreaker, thuộc thể loại hành động, hài hước, siêu nhiên, học đường, shounen và siêu năng lực. Sakura Koji Sakura là một nữ sinh cao trung xinh xắn và rất được ái mộ, nhưng thực ra cô là một bậc thầy về võ thuật. Sau khi tận mắt chứng kiến một chàng trai thiêu chết người khác bằng ngọn lửa màu xanh lam, cô giật mình khi người đó lại là học sinh mới chuyển đến, Ogami Re. Ogami là một code breaker, một dạng sát thủ với những khả năng đặc biệt và là thành viên của một tổ chức bí mật phục vụ cho chính phủ.
lớp học ám sát thuộc thể loại hành động, hài hước, học đường siêu nhiên và shonen. Bắt đầu với sự kiện, 70% của mặt trăng đột nhiên biến mất trong một vụ nổ. Siêu thực thể gây ra thảm họa này chính là một sinh vật có thúc tu kỳ lạ, có khả năng di chuyển với tốc độ siêu nhanh, Mach 20. Giải thưởng treo đầu sinh vật này lên tới 10 tỷ yên, tương đương với 100 triệu USD. Nhưng vì lý do nào đó, hắn lại trở thành giáo viên chủ nhiệm của một lớp học trung học 3E. Vào đầu năm học, các học sinh lớp 3E có một nhiệm vụ, đó là ám sát giáo viên của họ trước khi tốt nghiệp. Nếu không, hắn sẽ hủy diệt luôn cả trái đất. Koro Sensei. It feels so right. And how will we ever feel that what we've got is real? There's no denying, there's no denying. And how will we ever see if we are meant to be? Kami, Akuma, Jashin, Yusha, Bakemon, Suki ni obe, dousu omae wa? Densetsu no Yusha no Densetsu, thuộc thể loại hành động, giả tưởng, phiêu lưu và shonen. Câu chuyện thần thoại về kiếm và ma thuật xoay quanh một học viên lười biếng của đế quốc Roland, Rhinolus, sau khi bị vướng vào một cuộc chiến tranh của đế quốc Roland và mất đi bạn bè của mình, vị vua sắp lên ngôi Sion Astar đã yêu cầu cậu giúp đỡ xây dựng lại vương quốc Roland suy tàn sau chiến tranh bằng cách đi tìm thánh tích trong truyền thuyết. Đi cùng cậu là nữ kiếm sĩ xinh đẹp, tài năng và có đôi chút ngạo mạn, lúc nào cũng sẵn sàng chửi rủa và xì bả Rhinolus. Cùng lúc đó, một làn sóng rối loạn mới đang gần phủ lên khắp Roland. Charlotte, thuộc thể loại học đường, đời thường, tình cảm, siêu nhiên và siêu năng lực. Câu chuyện xoay quanh những khả năng đặc biệt xảy ra cho một tỷ lệ phần trăm nhỏ của chàng trai và cô gái ở tuổi dậy thì. Yuu Tosaka ban đầu chỉ sử dụng sức mạnh của mình để copy bài thi, tán gái, nhưng từ sau khi gặp Naoto Mori, số phận của anh đã thay đổi. Bạn nghĩ sao, nếu một con người bình thường như chúng ta, không phải ma vương như Bi Huỳnh, cũng không phải Kami-sama, sử dụng sức mạnh cướp đoạt năng lượng của mình để đi đoạt lấy sức mạnh của toàn thế giới, anh chính là đấng cứu thế, mang trong mình sức mạnh của tất cả mọi người. Hataraku Mao-sama, thuộc thể loại tình cảm, hài hước, giả tưởng, shonen và ác quỷ. Câu chuyện kể về cuộc sống tàn tạ, làm việc 24/7 của lão quỷ vương danh ác và thuộc hạ của lão sau khi bị các dung sĩ đá đít tới một thế giới khác, trái đất. Ừ thì nghe tới đây thôi là hết muốn coi rồi chứ gì. Còn nữa, được sống một cuộc sống ăn mày bình yên thì méo nói làm gì, nhưng cái lũ từ thế giới cũ có lần lượt đến phá trái đất, thế là biệt đội quỷ vương, Oshin là quỷ vương và Tsundere dũng sĩ phải ngăn chúng lại. When I let my guard down, it's like you ain't even around. I just take the coolest and lose myself into the sound. 'Cause when I let my guard down, it's like they ain't even around. Just let me take a cool sip so I can finally let my motherfucker guard down. Let my guard down. Overlord Season 3, thuộc thể loại hành động, giả tưởng, phiêu lưu, phép thuật, trò chơi và siêu năng lực. Và như mọi khi thôi, đã phần 3 rồi cho nên chắc ai cũng biết rõ nội dung rồi phải không nào? Chúng ta hãy nói về phần 3 nhé. Cái đậu xanh nó nhạt vãi luôn ấy. Man thì ít đất diễn, mình cứ nghĩ trong đầu rằng Season 3, mon manga của mình sẽ có đất diễn, thể hiện được nhiều và gặp những đối thủ xứng tầm, nhưng không. Toàn là mấy thằng crep yếu đuối, yếu như kiến luôn. Và tất nhiên, được giới chuyên gia đánh giá không cao lắm. Hy vọng là những tập sau sẽ mạnh hơn một chút. Arigato. When I let my guard down, it's like you ain't even around. I just take the coolest and lose myself into the sound. 'Cause when I let my guard down, it's like they ain't even around. Just let me take a cool sip so I can finally let my motherfucker.